chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Một mùi hương nước hoa còn có tác dụng là làm thơm ở trên cơ thể mình, để nó tạo cái phong cách, nó tạo dấu ấn riêng cho chính bản thân mình. Thì ngoài tác dụng đó ra thì còn có tác dụng nào nữa không? Có nha, có rất là nhiều tác dụng nữa nha. Và trong video ngày hôm nay, Vân Anh sẽ chỉ ra những cái tác dụng mà của một cái mùi hương thơm mang lại. Thật ra là có thể là bạn không biết là cái hương thơm nước hoa nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc này, hay là ảnh hưởng đến cái tâm trạng của chúng ta rất là nhiều. Và mọi người cùng tìm hiểu với Vân Anh ở hết video này nhé. Có thể là rất nhiều người chưa biết là một mùi hương có thể thực sự có khả năng điều khiển cảm xúc buồn vui và giúp tâm trí thêm minh mẫn và có thể cải thiện tâm sinh lý vô cùng hiệu quả đó mọi người ạ. Ví dụ nhá, những cái hương thơm mà đặc trưng nốt hương cam quýt chẳng hạn, thì những cái hương đấy nó sẽ giúp khởi đầu, khi mà chúng ta dùng vào buổi sáng thì giúp chúng ta khởi đầu một ngày mới đầy tươi vui và đầy sảng khoái. Nhưng mà những ai mà muốn đi làm hiệu quả nhất thì mọi người hãy sử dụng những cái nốt hương cam chanh đấy vào trong buổi sáng sớm mỗi khi chúng ta đi làm nhá. Hay là còn nốt hương hoa, những cái mùi hương đặc trưng hương hoa thì sẽ tăng cái khả năng tập trung, đặc biệt là vào những cái thời điểm cuối ngày và những cái lúc mà chúng ta làm việc quá là mệt mỏi rồi, sau những cái ngày làm việc quá là mệt mỏi rồi, thì những cái hương hoa sẽ giúp chúng ta lấy lại được cái năng lượng nhá mọi người nhá. Và ngoài những cái hai cái nốt hương trên mà giúp chúng ta cải thiện được cái năng lượng của chúng ta, thì một cái mùi hương nữa đó chính là hương tuyết tùng, sẽ giúp chúng ta giảm cái cảm giác mệt mỏi, căng thẳng và suốt thời gian dài làm việc. Và hương hoa oải hương nữa nha, đây là một cái mùi hương mà giúp chúng ta tăng khả năng trị liệu tâm trạng hay giúp cân bằng tâm lý của chúng ta. Khi mà tâm trạng của chúng ta bất ổn quá thì chúng ta có thể sử dụng một cái mùi hương để giúp cân bằng lại cái tâm trạng của chúng ta, dễ buồn, dễ nóng, dễ giận chẳng hạn, thì hãy sử dụng một cái hương hoa oải hương này nhé mọi người nhé. Và hương bạc hà và lan chuông thì sẽ giúp chúng ta tăng cường minh mẫn và tỉnh táo hơn trong suốt thời gian làm việc. Và đặc biệt hơn nữa nha, đó chính là mùi hương đặc trưng hương xạ hương, thì đây là một cái mùi hương mà điều khiển xúc giác và kích thích gia tăng cái cảm xúc tình yêu của chúng ta rất là lớn, rất là mãnh liệt. Đây là những cái hương thơm mà sẽ giúp chúng ta có lại cái năng lượng và lấy lại được cái tâm trạng, giúp chúng ta tỉnh táo hơn và minh mẫn. Và những buổi sáng khi mà chúng ta trước khi đi làm, chúng ta có thể sử dụng những cái nốt hương đấy, hay là trong quá trình chúng ta làm việc hay sau một ngày dài mệt mỏi, thì chúng ta hãy sử dụng những cái hương thơm đấy để giúp chúng ta giải bỏ stress này, hay là giải bỏ những cái căng thẳng mệt mỏi sau một ngày làm việc, giúp chúng ta tâm trạng của chúng ta thư giãn hơn, thoải mái hơn. Bởi vì khi chúng ta cảm nhận được một cái mùi hương gì đó, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thư giãn và rất là nhẹ nhàng, và điều đó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc cải thiện tâm trạng hay là cải thiện cảm xúc của chúng ta và lấy lại cái năng lượng của chúng ta rất là nhanh nhé mọi người nhé. Tuy nhiên là chưa có một bằng chứng khoa học hay là kết quả thí nghiệm nào mà cho rằng nước hoa là nó có thực sự có cái khả năng kích thích ham muốn hay là không. Nhưng có một điều rằng thì cái mùi hương nước hoa sẽ khiến chúng ta cảm thấy tự tin hơn, quyến rũ hơn và hấp dẫn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và cũng chưa có cái nhà khoa học nào có thể chứng minh là mùi hương nước hoa sẽ giúp chúng ta chữa bệnh này hay là giúp chúng ta khỏi bệnh. Nhưng mà một cái mùi hương mà khiến chúng ta tâm trạng của chúng ta vui hơn, khiến cái cảm xúc tâm trạng chúng ta tốt hơn, thì hiển nhiên là khi mà chúng ta vui, chúng ta tốt hơn, thì cái sức khỏe của chúng ta nó cũng sẽ luôn luôn được tốt hơn, đúng không nào? Vậy nên là chúng ta hãy lựa chọn sử dụng cho mình những cái hương thơm để giúp chúng ta tự tin và quyến rũ hơn này. Và ngoài ra có thể sử dụng những cái nốt hương thơm như vậy thì nó sẽ khiến cho chúng ta lấy lại được cái cân bằng cảm xúc của chúng ta, giúp chúng ta lấy lại năng lượng nhanh nhất nhé mọi người nhé. Ok, hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người, để mọi người có thể hiểu hơn một chút về cái tác dụng của mùi hương nước hoa mang lại, và dựa vào đó có thể lựa được những cái hương thơm nước hoa để chúng ta sử dụng để giúp chúng ta cải thiện tâm trạng hơn, cải thiện cảm xúc của chúng ta hơn, và giúp chúng ta luôn luôn thật sự là tự tin, luôn luôn thật sự là có năng lượng nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.